Như hồi nãy thầy nói là mình đọc kinh á, thì mình đọc bằng cái ngôn ngữ của mình thì mình dễ hiểu hơn thay vì hành đọc tiếng Hán. Còn thí dụ như những cái chú tiếng Phạn thì sao thầy? Cái đó con thấy đọc cái đó cái ai gì không hiểu rồi thì sao? Rồi sao mà mình khó hiểu? Cứ lạ la nhiều khi đọc nó léo cái lưỡi. Nó đầu cái lưỡi rồi thành nghĩa bậy nữa sao phải không thầy? Rồi vậy rồi sao rồi thầy có nghĩ là mình nên đọc những cái tiếng câu tiếng Phạn đó không? Nhiều khi đọc rồi nó lẹo cái lưỡi thành ra cái âm. Cô hỏi sao mà lần kia gãy ghê. Người ta tụng mấy chục năm người ta không lẹo lưỡi. Vậy chứ hồi đầu bảo đảm thầy cũng lẹo á thầy. Thì thưa đại chúng, nói như thế này, Phật giáo đó, đức giáo lý của Đức Phật đó, nó có được chia ra làm nhiều cách giáo hóa. Khi mà Đức Phật giảng kinh rõ nghĩa cho mình tu, cái đó gọi là hiển giáo. Còn những câu chân ngôn mật ngữ mình không thể hiểu gọi là mật. Nếu mà chúng ta chấp nhận học cái mật giáo thì đừng đòi hỏi vấn đề dịch. Mà chúng ta phải, nếu muốn biết thì đi tìm cái nghĩa để học thôi. Nhưng mà ở mặt hành trì thì phải hành trì nguyên thủy cái đó. Phật và ví dụ, cô đi học tiếng Anh, cô học cái câu What's your name? Cô có thể ghi chú là tiếng Việt chữ what. Nhưng khi cô viết thơ cho người Mỹ, cô không có được viết như vậy. Cô học thì được, nhưng khi cô viết, cô phải viết nguyên chữ what your name. Anh Mỹ anh mới đọc, anh biết cô nói gì. Còn đây ổng cũng what mà what is this, chứ không phải là what your name. Hiểu ý không? Thì cũng như thế, tất cả bài thần chú đều có nghĩa hết. Nhưng mình đi tìm cái nghĩa đó, mình học nghĩa thôi. Nhưng vào trong thực tế hành trì phải đọc nguyên âm. Mà nói chữ nguyên âm chứ thật sự ra là đã không còn nguyên âm nữa. Vì nó là phiên âm nguyên thủy bằng tiếng Phạn. Nó phiên âm thôi. Và hãy phiên âm thì đúng hay sai? Không thể đúng 100% được. Nó có cái âm thôi mà. Ví dụ như Ram Soha, mình đọc là Án Lam Tó Ha. Có đạo chỗ đọc Lam Xó Ha, nguyên phiên âm thôi. Mà đã phiên cái âm thì làm sao nó trúng được. Nhưng mà tại vì mình chấp nhận học mật giáo thì không thể đòi hỏi khác. Còn nếu mình thấy mình không hợp, mình học hiển giáo. Hiểu ý không? Thành thử ra nó rõ ràng. Tất cả giáo pháp của Phật được đưa ra đầy đủ, gọi là tứ thiền bát định, hay là hiển giáo, mật giáo, viên giáo, đốn giáo, tiệm giáo, có đầy đủ hết. Nhưng khi chúng ta đã chấp nhận mật giáo thì đừng đòi hỏi phải dịch cho mình đọc. Thí dụ, không phải ví dụ thôi. Bây giờ tụng cái bài tiêu tai các tường thần chú. Nam mô tam mãn đa một đà nẵm a bát ra đệ hạ đa xá ta nẵng nẵm đắc điệp tha án khê 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 hế khê hế hồng hồng. Người ta dịch thấy không? Hỏi này hư không, hư không, hư không hãy nuốt hết tai nạn, hư không hãy tiêu hủy tai ương, thấy không?
này này lửa 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 hãy đốt hết tai ương, lửa hãy đốt hết tai nạn, là nghĩa như vậy. Nhưng mà khi tụng mình không tụng vậy được, mình phải tụng nguyên âm, là vì chúng ta chọn pháp mật mật danh. Còn mình hiển giáo thì cứ tụng kinh đi, kinh Di Đà, kinh Phổng Phổ Pháp Hoa, kinh Niết Bàn gì đó, chữ nghĩa rõ ràng, tụng đâu hiểu đó, ứng dụng thôi. À, còn ví dụ như giờ mình chấp nhận đốn giáo. Đốn giáo là gì? Là những cái pháp tu mà nhanh chóng, gọn gàng, thủng tức, không có ngồi đó mà giải thích lê thê. Thì mình phải đòi hỏi gì? Đòi hỏi mình phải nhiều lanh lợi, trí tuệ phải nhạy bén, mình mới đi vào cái khoa đốn giáo được. Có vài ví dụ như ông thầy, mình vô mình gặp ông thầy, thì ông mới hỏi mình, hỏi dạ bạch hòa thượng, hòa thượng xin hòa thượng dạy cho con đạo là gì. Thì nếu mà mình vô tiệm giáo đó, tức là đô dạy từ từ cũng vậy, đạo là gì đạo, nhưng mà vô đốn giáo nó thì nó sẽ đốn cho mình câu, đốn là chặt á, phán cho câu ngu thì đừng học đạo. Nếu mình giận là mình đi về, còn nếu mình hiểu được tâm ý ông thầy thì sẽ ở lại học tiếp, tại vì mình nhận ra được rằng message của thầy rồi đó. Message của thầy là gì? Ngu đừng học đạo, nghĩa là đạo con đường này không phải đơn giản nhưng không phải dễ. Còn nếu như ngươi mà cứ ở đây mà làng em không có thể thể nhập được thì không thể hỏi chỗ này. Tại có những cái các vị chặt đốn mình để xem cái lanh lợi của mình. Giống như mình đi interview những cái người làm vậy đó, có những câu hỏi người ta hỏi để coi coi mình, nếu mình muốn đi vào cái con đường làm việc này, nó đòi hỏi ở cái nhảy bén, mà thấy mình chậm lụt thì ta biết mình không fit vô cái job này rồi, thì ta có thể ta không nhận được. Quý hiểu quý hen. Cho nên nói gọn hai thứ đó, hiển giáo mật giáo. Mà đã là hiển giáo thì giải thích, mà mật giáo thì chỉ giải thích ở phần nghĩa học để biết, nhưng mà không trong, không có trong sự hành trì. Vì sao? Vì nó thiếu sự nhiếp tâm. Khi mà tụng khó đó, cho nên cô phải nhiếp tâm của tụng. Mà chính nhiếp tâm như vậy, tâm của không phân tán. Mà bây giờ tiếng Phạn còn ai học không, là chỉ những người tu mới không có đâu, ai cũng học hết, mà học Phạn phim thôi, phải phi âm thôi. Tụng kinh duyên là niệm Phật như lại Phật thì mang những cái lời đại. Thì câu hỏi là mình tụng kinh, lại Phật, niệm Phật, nó có cái lợi ích gì? Thật ra thì mỗi cái nó có cái lợi ích riêng, nhưng mà ở mặt chung thì nó đều là chung là gì? Là đưa mình đi về cái chỗ nhất tâm không tán loạn. Nhưng mà về phương cách hành trì thì nó tùy theo sức khỏe và căn duyên của mỗi người. Ví dụ như bây giờ mình muốn nhiếp tâm, tâm mình đừng có bị phân tán, thì có nhiều người ta chọn kinh ta tụng. Vì ta tụng kinh, người ta thích thú, người ta tâm ý, người ta lần vào từng trang kinh, theo dõi từng lời dạy trong đó, cho nên ta không suy nghĩ gì tán loạn cả. Rồi có những người, người ta ngồi tụng kinh buồn ngủ, ngồi thiền buồn ngủ, niệm Phật buồn ngủ, cho nên ta chọn phương pháp lại Phật. Vì trong pháp lại Phật là chúng ta đứng lên dậy lại xuống, đánh tan đi cái nghiệp hôn trầm chướng khí của người ta. Hãy cứ ngồi xuống là ngủ. Cho bây giờ còn cách là mình mở kinh ra đọc theo danh hiệu Phật, Nam Mô Định Tâm Phật lại xuống, rồi đứng lên Nam Mô Phổ Quang Phật lại xuống. Khi người tâm người ta giao vào tên của Phật, thân tướng người ta trang nghiêm, đứng lên lại xuống, không còn buồn ngủ, mà thông thả lại, thông thả tụng, trong vòng 30 phút tâm người ta không nghĩ sai quấy gì nữa hết, thì người ta đã nhiếp tâm vào được 30 phút. Vậy thì cái mục đích là mục đích chung, nhưng hình thức thì có khác, và tùy theo khả năng của mỗi người.
và muốn biết mình hợp với cái nào thì mình ứng dụng một thời gian. Nếu mình thấy cái này nó không có phù hợp mà mình không có tiến bộ được xa thì mình có thể nghiên cứu cái khác, thì chúng ta chuyển qua một cách khác. Và một khi mình học được cái cách đó rồi thì mình thấy cái này rất là hay, mình ứng dụng được, và ít nhất trong thời gian 30 phút lại Phật này, tâm mình bị phân tán không có nhiều và rõ ràng mình không còn buồn ngủ như xưa nữa. Hồi trước là ngồi lại là mình buồn ngủ, mà nhờ phương pháp đứng lên lại xuống này mình không còn bị hôn trầm buồn ngủ, thì pháp này ứng dụng được với mình thì mình sử dụng vậy thôi. Và cái lợi lạc của nó là sau một khoảng thời gian nào mình làm mà tâm mình được định, thì chính cái định đó, cái tâm định đó, nó cho mình một cái niềm vui ở bên trong, gọi là an lạc. An lạc đó là cái niềm vui bên trong, còn hoan hỷ là cái niềm vui bên ngoài. Ví dụ Pháp Hòa kể chuyện vui, quý vị nghe quý vị cười ha hả, buổi giảng hoan hỷ quá. Nhưng mà có những người, người ta ở trên thiền phòng lặng lẽ một mình, giây phút đó là an lạc. Ví dụ như nhiều lúc Pháp Hòa đọc kinh ban đêm ở trong phòng, tâm đắc một câu kinh, Pháp Hòa vui thiệt là vui, không biết nói với ai. Rồi trường hợp lúc mà như vậy là Pháp Hòa chỉ gấp kinh lại, rồi đi tới đi lui trong phòng một cách vui vẻ như vậy. Rồi cái lợi mình thắp một cây hương lên ở trong chỗ bàn Phật đó, thì cái mùi hương nó xông lên và nó làm cho cái tâm trí mình vừa an lạc vừa hoan hỷ với những cái tâm đắc của lời kinh mình vừa tiếp nhận được. Thì cái chỗ đó không ai cảm nhận được, chỉ trừ khi nào mình là người đương sự. Cho nên tại sao cái chỗ chính đắc không thể chia sẻ là vì họ không cùng cảm nó đâu có được, thấy không? An lạc là do, bây giờ Pháp Hòa chỉ nói tạm là hoan hỷ là cái vui ở bên ngoài. Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc đó, Ngài là biểu tượng cho sự hoan hỷ, cái cười vui thấy được bên ngoài. Nhưng mà khi mình an lạc, tức là những cái niềm vui ẩn tàng bên trong mà không phải do tiệc tùng những câu chuyện vui, mà do những giờ phút lặng lẽ mà vị đó có được. Chờ khi mình tụng, có nhiều người ta tụng xong thời kinh ta an lạc vô cùng, có nhiều người người ta ngồi thiền ra ta an lạc vô cùng, chỗ đó mình nói không được. Vì ai ở trong đó thực tập cái đó mới giữ được cái đó. Cho nên á, bởi vì chúng ta là những người sống trong cõi đời, có cái tâm trí muốn vượt những cái khó, vượt đi những cái tâm bấn loạn điên đảo của chúng ta, để làm gì? Để chúng ta đủ trí sáng, chúng ta ứng dụng sống trong đời sống này để làm vui mình, vui người thương của mình và xung quanh, để mình không phí đi một kiếp người, mình không có lãng phí một cái kiếp sống. Thì Đức Phật là người thầy thuốc, có thể bào chữa, bào chế các loại thuốc khác nhau và cho mỗi người chúng ta một phương thuốc tùy theo hoàn cảnh của mình. Thì chị cứ chọn một cách nào đó mà chị thấy là ứng hợp với sức khỏe nè, thời gian nè, và cơ duyên của mình. Ví dụ mình thích lại Phật nhưng mà mình bị tim mà lại nhiều cũng được, thì lại 10 lại thôi. Cái bắt trước ta lại tới 100 lại, lại xong nặng tuần, đúng không? Mình vẫn ứng dụng được lại Phật, nhưng hoặc là mình chọn pháp tu nhưng mà nó cũng phải phù hợp với sức khỏe của mình. Dạ, thế này cho hỏi là trên đời Đức Phật Thích Ca có làm điều gì không được? Không, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca không làm được điều gì không hả? Thì con nghĩ là theo câu hỏi của ảnh là có cái gì mà Đức Phật Thích Ca không làm được không? Dạ dạ. Phải không? Dạ. Có người giải thích câu hỏi. Đó, hồi nãy là mật ngon, bây giờ dạ. Chú thích. Con nghĩ là...
Pháp Hòa hiểu câu hỏi của em. Dạ có chứ anh. Có chứ. Đức Phật có ba điều không thể làm và không làm được. Quý vị có thể về nghe cái bài giảng đó. Điều Đức Phật không làm được. Ví dụ, Phật có thể biết được vô lượng vô số tâm niệm của chúng ta, nhưng mà không thể Đức Phật giải quyết hay là giải được hết các nghiệp của chúng ta. Có những cái ngài đâu có làm được. Phật biết được vô lượng vô số chúng sanh trên cái thảo quả đất này, nhưng Phật không thể độ hết tất cả chúng sanh. Tại sao? Vì tuổi thọ của ngài cũng hạn lượng, sự đi đứng của ngài nó cũng hạn lượng. Ta đừng nói chi nội cái luôn, nội cái đất nước Ấn Độ thôi, nội cái đất nước Ấn Độ mà ngài có đủ sức khỏe và khả năng đi theo cái lưu vực sông Hằng phía bắc Ấn Độ thôi, chứ còn đâu có đi xa hơn được. Còn quý vị thấy tuổi thọ ngài bao nhiêu? Có 80, thì làm sao mà ngài sống hơn để ngài làm gì được, hiểu ý không? Cho nên Đức Phật có những cái làm không được. Phật có thể biết hết các khổ của chúng sanh, nhưng không thể nào giải hết nghiệp của chúng sanh. Thí dụ đấy, thầy ơi con bị người ta lừa gạt, mất tiền mất của mấy chục năm cũng làm, Phật biết. Nhưng mà Phật đâu làm gì được, nó để ở nó đâu để tôi đi đòi gì. Biết được các vô số chúng sanh trên thế giới này, nhưng mà không thể độ họ. Rồi gì nữa? Phật có thể độ tất đề, Phật có biết được, Phật có thể biết được tất cả chúng sanh, nhưng mà Phật không thể nào độ những người không có duyên. Vậy quý vị thấy có những cái Phật làm được, có những cái Phật không làm được là vì họ không có duyên với mình. Bây giờ quý vị thấy nè, mình nghe một cái bài pháp của vị thầy nào đó, những bậc tôn đức, mình thấy bài pháp này tuyệt vời, nhưng đưa cho một người bạn họ rất tổ, họ nghe, thậm chí họ nghe 2-3 câu họ tắt, nghe chán quá, không được. Thậm chí họ ở sát vách chùa, nhưng mà chưa bao giờ biết chùa đó đang sao. Nhưng mà người kia ở cách chùa 8 tiếng, vậy mà lễ nào cũng lái xuống. Thí dụ vậy. Cho nên Phật biết được tâm niệm chúng sanh, nhưng không thể biết được cái khổ mà không thể giải được nghiệp. Biết được vô lượng chúng sanh, nhưng không thể nào độ hết. Phật có thể khóa độ chỉ những người hữu duyên, mà không độ được những người vô duyên. Được chưa? Trước có nghe một cái bài giảng, người giảng mà trả lời được cái câu hỏi của con trong đó rất hay, mà nghe một cái phần sau con muốn biết, không biết là hôm đó có người hỏi thầy là nói là ở cái cõi nào mà có lưu ly vàng bạc châu báu, vậy là giống như là động làm cho người ta động lòng tham, thì thầy giảng đó là tượng trưng cho 7 cái báu vật đó, tượng trưng cho 7 cái đức tính. Cái đó rất là hay. Nhưng mà có một lần con nhớ con đi một cái chùa ở Đi Nam, lúc tụng kinh cái phần mà nói con cái mà bất cứ cha mẹ thì vô bạc giàu xẻo tay xẻo lưỡi, tức là mà lúc đi mấy đứa con nít tụi nó đọc tụi nó sợ. Con cũng biết, con biết là một cái tượng trưng cho cái gì đó, một cái mà con không biết sao cắt nghĩa được tụi nó đọc nghe sợ lắm, cắt lưỡi móc mắt mà tại sao đọc cái đó, có cái ý gì mà sao biết anh như vậy, nít nó đọc nó sợ này. Pháp Hòa ví dụ như là khi mà mình đang cãi một cái lộn, một cách gọi là nguy cơ với mình, gọi là cái gì, mình gọi là sao, một cái cuộc cãi lộn mà rất là dữ tợn, thì mình có nói được câu nào trọn vẹn với người đó không? Không. Lời nói của mình ra toàn là những cái câu độc địa, không phải cắt lưỡi là gì. Bình thường cái lưỡi mình tại sao đâu có những câu đó. Và tại sao khi mình giận người đó, mình buồn người đó, rồi mình tức người đó, rồi cái lưỡi mình không còn nói được? Thôi đừng nói vậy nè. Giận nhau có nói được với nhau lời nào không?
có lưỡi mà nhưng không có lưỡi. Hãy nói giận là làm vậy lắm. Thì đó hai thứ. Có khi thì mình không nói tới là địa ngục hàng băng. Mà có khi mình nói ra những cái lời nói nó nghe rất là cay cú. Thì đó là mình như nói như là lưỡi nó cắt mình rồi. Hoặc là mình nổi cơn thịnh nộ, mình la hét, mình liện nồi, liện chảo, thậm chí bàn Phật còn rớt xuống bàn luôn, xuống đường, xuống đất luôn. Thì đó là địa ngục của hỏa lò. Mà không phải là chỉ mình với con cái, mà nói chung là tất cả chúng ta sống với nhau. Nếu chúng ta không có làm chủ được cái cơn giận của mình, điều phục được cơn tức giận của mình, thì tất cả những cái thảm cảnh nó đều xảy ra, từ lời nói cho đến hành động, vân vân. Vậy thì cái biểu tượng, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ trong kinh Địa Tạng nói câu này: một người làm tội thấy thân đầy khắp cả ngục, muôn ngàn người tội cũng thấy thân đầy khắp cả ngục. Có nhiều khi á, có hai vợ chồng sống trong nhà mà bữa nào cũng vui nhau, trời thấy nó ngọt ngạt từ trên lầu ngọt xuống. Ổng ở dưới đất là mình đi lên lầu, mà ổng trên lầu là mình dưới đất. Tại vì ai cũng muốn chiếm một mình khỏi. Có phải là một người chịu tội thấy thân của mình chật đầy khắp cả ngục không? Đó, rồi thậm chí bây giờ mình lái những chiếc xe mà tiền không có đủ trả. Rồi gọi là cái chiếc xe đó không biết chạy được tới đâu. Không, thì cũng bốn bánh cũng như đó, nhưng ai đi ngang một trồ xe xịn nha. Nhưng mà đâu có ai biết mình đang lái một con xe sắt. Phải không? Thì cái đó là một biểu tượng. Nói tóm lại, những khi nào tâm mình nó không ở trong một cái hoàn cảnh thoải mái, thì đó là biểu tượng của cảnh địa ngục. Khi chúng ta tức giận lên, không kềm chế được những cái cơn tức giận của mình, thì bao nhiêu thảm cảnh nó xảy ra, như là móc mắt hay là cắt lưỡi, phải không? Hay quýt, lời nói độc địa, tai chân thì hung dữ, mặt mày thì xanh lên, có người thì đỏ, răng thì nghiến. Bây giờ quý vị để ý, có nhiều vị người ta còn giải thích. Mình ví dụ những lúc như vậy đó, mình cứ đi vô kiến, mình nhìn mình là mình biết là gọi là cảnh giới Atula nó là làm sao. Thấy không? Và thậm chí có bà nhớ sư bà Hải Triệu Âm, sư bà giảng, sư bà nói: các vị mà để ý thử, các vị có thấy mình giống như con quỷ sứ. Để con cá với con gà lên mà mình chặt nó nè, mình mổ nó nè, mình rút ruột nó nè, mình khứa cổ nó nè, mình dắt máu nó nè, mình bẻ tay nè, có phải mình là một con quỷ sứ đang thành hình tội nhân không? Thành nữ nói, sư bà mới nói: quý vị đâu cần đi xuống dưới kia để mà gọi là chứng kiến được cảnh đâu. Nếu chỉ cần mỗi ngày mình hành động những cái hành động mà gọi là trảm những cái con vật mà mình muốn ăn đó, là mình đủ cách trảm đó. Gà là mình cắt làm sao, mà vịt là mình làm sao, mà cá là mình làm sao, con nào mình cũng có cách hết đó. Mình cũng có chiêu giận hết. Nói vậy tiếp cho con, tiếp theo với cái cầu của cái cô đây là con nghĩ là Phật pháp mình sau này sẽ nhờ vô cái thế hệ trẻ để phát triển được, mà nhiều những cái kinh, ví dụ đại khái như cô nói cái này, hay là con đọc cái kinh Bố Thí Ba La Mật, là cái vị Bồ Tát nó phải cho vợ cho con mình. Những cái người trẻ người ta đọc, người ta thấy phản cảm đó, là ví dụ cái hỏi vợ con đâu phải sở hữu của mình, là tự nhiên mình cứ cho cho những cái người trẻ người ta đọc, người ta thấy nó phản cảm, rồi người ta cứ thắc mắc là con. Dĩ nhiên con biết là có những cái ngụ ý là những cái qua những cái đó, nhưng mà nó phản cảm với cái giới trẻ quá. Thì như thầy nghĩ như vậy là có nên hay không? Các anh chị nhớ là đạo Phật không bao giờ đóng khung cho mình, và chúng ta là những người đi truyền đạo, chúng ta phải đủ tuệ giác và được nhận thức rằng mình đang ở trong mỗi lúc quốc độ nào, chúng sanh nào, để chúng ta đưa pháp đúng cho họ. Cho nên những cuốn kinh sách đó không ai bắt mình phải đưa, mình có quyền chọn lọc. Cái thời xưa, cái thời cổ đại nói với cái đó nó linh lắm.
Vâng, thời mình là nó đã bớt linh rồi thì huống chi là tới sau nữa. Và đạo Phật không hề có tâm ý muốn đóng khung mình ở một cái khung gì cả, mà chúng ta là những người sứ giả, chúng ta phải đủ năng lực hiểu biết là mình ở hoàn cảnh nào, quốc độ nào, chúng sanh nào, để mà chúng ta cảm hóa họ. Cảm hóa là gì? Cái gì mà nó thích hợp với họ, nói họ mới nghe. Đây Pháp Hòa đưa bằng chứng. Một hôm Đức Phật hốt một nắm lá, Ngài mới hỏi các thầy tỳ kheo là nắm lá trong tay tôi nhiều hay là nắm lá trong rừng nhiều. Thì các thầy tỳ kheo nói lá trong tay của Đức Thế Tôn rất ít so với cái nắm lá, so với cái rừng lá ở trong rừng này. Đức Phật nói cũng như thế, những gì tôi biết nhiều như lá trong rừng, những gì tôi nói cho quý vị nghe nó như là những nắm chiếc lá trên tay. Tại sao tôi không nói nhiều hơn? Vì có những cái quý vị không cần nghe, và vì nó không có phù hợp với hoàn cảnh của quý vị, với con người thầy quốc độ tràng, thì không cần nói. Từ câu chuyện đó thì mình sẽ hiểu có những chiếc lá nào mình cần lược đi, không cần phải quảng bá cái đó. Bằng chứng là quý vị thấy trước khi Đức Phật mất mà Ngài còn nói mà, nếu những gì tôi chưa nói mà sau này điều đó nó phù hợp với quốc độ đó, con người phải tuân thủ những điều đó, quý vị cần phải tuân thủ. Có những điều tôi đã nói sau này nó không phù hợp với quốc độ đó, hoàn cảnh đó, quý vị có thể bỏ. Cho nên Đức Phật không hề muốn mình đóng cho mình một cái khung gì hết, rồi bắt mình phải đưa cái khung đó cho tất cả mọi người. Những gì mình biết như lá trong rừng, những gì mình cần nói với con mình hiện tại bây giờ giống như lá trên tay. Có những cái mình đâu kể nó nghe, tại vì nó không hoàn toàn, nó không cảm nhận được điều đó, nó không hiểu được điều đó, nó không mục kích điều đó. Và điều đó bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng là quý vị không cần phải ngồi nói chuyện kiều với con mình nữa. Mặc dù mình đấy, mình ngồi với nhau mình có thể nói kiều suốt đêm, hay là thậm chí mình ngồi mình kể những câu chuyện cải lương mà xưa mình chen rạp mình đi nói. Nhưng mà nó không phù hợp nữa. Vậy thì bây giờ đừng nói Phật nữa, nói mình thôi. Cái mình biết thì quá nhiều, mà cái mình nói với con cái mình hiện tại bây giờ rất ít. Tôi thậm chí nhiều lúc đó còn muốn tâm sự với mấy chú, nhưng rồi Pháp Hòa cũng biết mình nói, tại vì mình nói ra các chú không có thể nào cùng cảm với hơn nữa. Có những chuyện Pháp Hòa không thể nói vì Pháp Hòa không muốn thối tâm cho các người trẻ, và không cần biết mấy cái chuyện đó cho mình không thể nói được. Mặc dù mình cần người tâm sự, nhưng mình không thể tâm sự với những chúng sanh mà mình biết rằng họ nghe xong câu chuyện đó tâm bồ đề không tăng tiến mà còn thối lui nữa. Phải không? Thì thôi, giống như mình ăn miếng khổ qua, nuốt cái cho rồi không chết một tay người ta nào hết. Nhả ra thì kỳ cục. Thì có quà đồng ý cái chuyện đó, nhưng các anh chị có quyền lựa chọn những gì chúng ta có thể. Cho nên đó, xin lỗi đại chúng ha, có rất nhiều cuốn sách mà các vị bên Nam Tông viết rất hay, nhưng mà trong đó quá nhiều những cái từ bằng Pali. Bây giờ một đứa nhỏ nó mới hiểu đạo, Pháp Hòa không thế nào đưa cuốn đó cho nó được. Mặc dù cuốn đó rất là hay, người học Phật là có thể học Phật mà tiếng Anh, mà muốn học nghiêm túc cuốn đó mà đọc là hiểu biết nhiều lắm á. Nhưng Pháp Hòa không được. Là tại sao? Vì các em nó không đủ trình độ để hiểu cuốn đó đâu. Mình đưa cho nó bơi trong một rừng chữ nghĩa thì nó lại càng mệt mỏi hơn nữa. Thôi đi tìm những cuốn sách nào mà Hòa Thượng Dứt Hạnh Ngài viết đưa cho mấy em. Và thậm chí những cuốn nào nữa, những cái cuốn mà như là Ngài chú giải về Kinh Duy Ma Cật, Kinh Pháp Hoa, hay là Ngài nói về những cái chuyện Tứ Diệu Đế Niết Bàn chưa, các em nó chưa thể đọc cuốn đó. Mình có thể đưa cuốn Peace is Every Step, The Miracle of Mindfulness, những cái cuốn mà The Teaching on Love,
No Death No Fear. Những cái cuốn đó là tất cả các giới đều được đọc, thấy không? Nhưng mà có những cái sâu nữa, ví dụ như ngài nói về duy thức học, không thể đưa cho các em, những người hoặc là những người sơ cơ những cuốn đó. Thậm chí dù là sách tiếng Anh hay là của một vị tác giả mà mình rất là quý trọng, mà mình thấy rằng sách của ngài có khả năng thuyết phục người Mỹ, nhưng cũng phải tùy cơ mà đưa sách nữa, chứ không phải cuốn nào của ngài mình cũng có thể đưa được. Nó đòi hỏi ở cái người hành đạo là như vậy. Mấy cái sách ta kiếm mua online có không? Có hết, Amazon có hết. Thậm chí bây giờ quý vị chỉ cần là bấm Google lên là Books of Thích Nhất Hạnh, ví dụ vậy là họ sẽ list cho mình những cuốn đó. Rồi mình họ có thể giới thiệu mình những cuốn sách đó, rồi mình online mình mua những cuốn sách đó. Okay. Có một con tình cờ con đọc được một cái đoạn trong cái cuốn sách này hay lắm, mà không biết cái tựa tiếng Anh nó là cái gì, để con kia cuốn cho con đọc đó. Dịch ra tiếng Việt là Lực Học Thích Ca. Con đọc được một đoạn cái mà con rất là thích, mà bây giờ con muốn mua cái cuốn đó mà bằng tiếng Anh mà con... Lực Học. Lực Học Thích Ca. Lực 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 hay Lực 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 Học Thích Ca. Tiếng Anh hay tiếng Việt? Con đọc được cái phần dịch tiếng Việt của các ông tác giả là dịch tiếng Việt, mà họ đăng báo có một đoạn mà như vậy là cuốn đó có lẽ là từ tiếng Anh. Dạ thì đó, thì là con muốn biết để con kiếm cho mấy đứa nhỏ nó đọc. Rồi, có ai có câu hỏi nào khác không? Thầy cho con hỏi, con gái con 12 tuổi thì thấy cái sách nào là nó phù hợp cho nó? Tại vì bây giờ nó đi dân hoa chứ quý thầy nó biết chùa nhiều, nhưng mà bây giờ nó theo bạn, cái mùa Christmas này nó chỉ đi muốn đi nhà thờ thôi, con rất là sợ. Bây giờ mình có thể giới thiệu các em cuốn Old Path White Cloud, Đường Xưa Mây Trắng bằng tiếng Anh. Thì cuốn đó là căn bản nhất về cuộc đời của Đức Phật, cũng như những giáo lý căn bản của Ngài. Vị nào mà không biết nhiều về Phật giáo đó cũng nên đọc cuốn đó, như là những giáo lý căn bản nhất của Đạo Phật. Dạ, mô Phật, con cảm ơn. Rồi từ trong cái cuốn đó, nó có giới thiệu những cuốn nữa để cho các em nó học. Dạ. Dạ, con có câu hỏi cuối. Dạ, cho con hỏi thầy, câu hỏi này nó hơi personal chút xíu là nếu mà sau này, sau khi thầy mất xong á, thầy có quà. Dạ, thầy muốn là thầy đã có nguyện là mình sẽ đi về cõi A Di Đà hay là ở lại cõi này? Good question. Câu hỏi là khi thầy Pháp Hòa mất, thầy muốn về cõi cực lạc của Phật A Di Đà hay muốn ở lại cõi này? Nếu anh ở cõi này, Pháp Hòa sẽ ở lại danh cho anh. Còn nếu anh đi, Pháp Hòa sẽ đi theo anh. Thầy có hỏi là theo con biết đó thầy, tại sao mình đi chùa mà tất cả những cái chùa những cái đền thì thờ Phật Thích Thích Ca, mà tại sao mình vô là A Di Đà Phật, toàn là A Di Đà Phật không, mà tại sao Phật Thích Ca là một vị dẫn đường lối cho mình đi, chỉ cho mình đi tất cả, mà tại sao mình không theo và chỉ đi theo Phật Di Lạc? Tại sao thầy? Con không hiểu. Nhưng mà con đi này giàu hơn. Lại báo nhiều quá. Hay là cái câu đó ngắn hơn. Thưa đại chúng, cái câu hỏi rất là hay. Thế tại sao chúng ta thờ Phật Thích Ca mà gặp nhau lại không chào, thí dụ niệm là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, mà chúng ta lại niệm Nam Mô Di Đà Phật? Thưa đại chúng, chẳng qua là vì chúng ta là người Trung Quốc và người Việt Nam, chứ còn tất cả các nước Phật giáo khác không ai niệm như thế cả. Bởi vì người Việt Nam và người Trung Hoa ảnh hưởng cái pháp tu niệm Phật Di Đà rất là phổ thông, cho nên
cái danh từ Phật Di Đà nó phổ thông trong tất cả cửa miệng của những Phật, những tín đồ Phật tử của hai nước Trung Hoa và Việt Nam. Chứ còn Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Lào gì cũng chẳng ai niệm như thế cả. Hiểu không? Đó là chẳng qua là mình sống trong cái đất nước nào, nó ảnh hưởng cái nào lớn thì nó dùng cái đó thôi. Tại sao mình không làm về Phật A Di Đà để lên? Chưa, nó chưa hết. Điều thứ hai, bởi vì Đức Phật A Di Đà là người phát nguyện và đưa chúng sanh về cõi an lạc của Ngài, mà sự việc này được Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Đức Phật Thích Ca là người quảng cáo free cho Phật Di Đà. Điều thứ ba, chữ A Di Đà nó không, nếu mà chúng ta vượt được cái ý niệm là thầy này và thầy kia, Phật này Phật nọ, mà chúng ta chỉ chấp nhận được cái nghĩa thôi, lấy cái nghĩa làm chuẩn đó, thì chữ A Di Đà có ba nghĩa: ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng, công đức vô lượng. Cho nên khi chúng ta gặp nhau, chúng ta muốn chúc nhau ba điều: chúc anh trí tuệ vô lượng, thọ mạng vô lượng, phước đức vô lượng. Nhưng bởi vì chữ A Di Đà chuyên chở đủ ba nghĩa, nói một nghĩa không đủ, cho nên để nguyên chữ A Di Đà mà chào nhau, mà chúc nhau, thay vì nói chúc anh thọ mạng vô lượng, phước đức vô lượng, trí tuệ vô lượng, thì chúng ta nói A Di Đà Phật. Hiểu ý không? Vì nó mang được cái ý nghĩa trong đó. Nếu chúng ta đừng có dính vào hình ảnh là tại sao ông giáo chủ không niệm mà niệm ông ở đâu, đó là mình được thắc mắc. Nhưng mà để giải thích chuyện đó thì ở đây là vì Đức Phật này được Đức Phật Thích Ca giới thiệu, ai thường niệm hiệu Ngài thì khi mất tâm thức theo niệm câu niệm Phật đó mà đi về cảnh lành của Ngài. Vì chúng ta muốn mình về cảnh lành, cho nên hàng ngày mình training mình tập cho mình có một tâm thức hướng Phật, mà cảnh giới cực lạc là cảnh giới chào đón mình. Còn nếu chúng ta vượt ngoài ý niệm giữa Phật này Phật kia mà lấy cái nghĩa, thì chúng ta niệm Phật Di Đà. Và nhớ rằng việc này nó chỉ xảy ra ở những quốc gia có ảnh hưởng Tịnh Độ Tông lớn thôi, đó là Trung Quốc và Việt Nam. Còn các nước kia không có, người ta gặp nhau cũng là chào hỏi bình thường, không có. Ví dụ như người Thái Lan ta có câu chào gì của người ta, người Ấn Độ có câu chào gì của người ta, ta chào mà không có niệm hiệu Phật gì hết. Còn nếu quý vị, ví dụ mình ở một quốc độ mà ảnh hưởng Phật giáo, Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Phật Đà Gia, vậy thôi. Thì Pháp Hòa giải thích ở từng phần như vậy để đại chúng hiểu được cái lý do nào mình niệm. Và bởi vì chữ A Di Đà phải đủ ba nghĩa, còn nếu thiếu, nếu nói một nghĩa là không nói hết được nghĩa của chữ Di Đà. Vì vậy phải để yên. Và cái trường hợp như vậy nó cũng rơi vào trong cái trường hợp mà Ngài Huyền Trang, khi mà Ngài dịch kinh đó, từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc đó, Ngài cũng đã đề xướng ra năm cái vấn đề không nên dịch. Thì trong đó có một vấn đề là nhiều nghĩa không nên dịch, thiêng liêng đừng có dịch. Chữ A Di Đà Phật nghe rất là thiêng liêng cho nên không dịch. Thứ hai là một chữ này mà quá nghĩa, nhiều nghĩa hơn một nghĩa thì không nên dịch, phải để yên. Hoặc là trường hợp nữa là gì? Ở cái xứ mình không có, không nên dịch. Pháp Hòa ví dụ như ở bên Ấn Độ người ta có cái trái Ale, thí dụ vậy đi, thì là cái trái đó nó chát, nó chua gì đó mà hoàn toàn nước Việt Nam không có, Trung Quốc không có, không nước nào có hết, chỉ có Ấn Độ mới có. Thì không thể nào lấy bất cứ trái gì của cái đất nước mình thế vô đó được. Đó là ô trái A Lê là trái xoài, trái bưởi gì đó, không được. Vì quốc độ mình không có thì không được để vô. Và phải để như vậy để nó trung thành với cái trái mà Đức Phật đã ví dụ ở trong, ví dụ như ở trong kinh Lăng Nghiêm nói á, tất cả chúng sanh mình nhiều đời luân hồi khổ đau như cái trái ác xoa,
thì trái ác xoa đó nó không là một cái trái ác ôn gì, mà nó là một cái loại trái mà nó chằng chịt với nhau. Mà Đức Phật nói cái chằng chịt khổ luyện của chúng ta như cái chùm trái đó. Bây giờ mình không có trái nào giống vậy. Mình không thể nói chúng sanh khổ như chùm nho chùm sung gì được hết, mà phải để nguyên đó là trái ác xoa. Mô Phật thầy, thí dụ mình mới đọc kinh thì mình nên đọc kinh gì vậy? Dạ, tỷ mình đọc, mình có phải đọc lớn không? Còn không ấy, mình cứ niệm, lúc nào mình rảnh mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn, mình cứ đọc đều hoài vậy có được không thầy? Hay là phải đọc là phải quỳ để đọc, hay là lúc nào mình rảnh mình lại? Có một câu hỏi là khi mình mới bắt đầu học Phật mình tụng kinh gì? Và cái cách mình tụng phải như thế nào? Thì Pháp Hòa xin thưa là quý vị có thể chọn bất cứ một bản kinh nào cũng được để làm cái bản kinh căn bản cho sự tụng niệm của mình. Trên nguyên tắc, chúng ta có thể tụng kinh niệm Phật bất cứ lúc nào và ở đâu, như là lái xe, làm việc. Tuy nhiên, để cho sự thăng tiến tu hành của mình được chuẩn mực, mình cần nên chọn một khoảng thời gian nào trong mỗi ngày để cái đó làm định khóa cho mình, để mình không bị sao lãng, lùi sụp trong vấn đề thiếu tinh tấn. Có và ví dụ, nếu mình không phát nguyện ăn chay một tháng một ngày thì mình sẽ không cố gắng thực hiện điều đó, mà mình chỉ nói tôi không hứa ăn được ngày nào thì ăn, mà hình như mình không ăn ngày nào, vì đâu có hứa đâu. Còn nếu mình nói mình sẽ nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày thì chúng ta làm gì làm sẽ cố gắng thực hiện điều mình nguyện trong đó. Nhờ cái nguyện đó, cái lực nó đưa mình đi đúng mức. Cũng như vậy, nếu chúng ta nói rằng tôi nguyện mỗi ngày lúc 7 giờ tối sẽ tụng 20 phút kinh, hay là niệm Phật 20 phút, hoặc ngồi thiền 20 phút, thành một cái thời khóa của mình thường nhật, thì cái đó nó sẽ giúp cho mình tiến bộ rất là mau và không bị giải đãi, không bị lười biếng. Tuy nhiên, trong 10 ngày hay là vài ba tháng, thỉnh thoảng có những ngày mình đột xuất bệnh hoạn, hay là mình bị có vấn đề công việc, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà ít nhất phần lớn chúng ta thực hiện được đúng cái thời khóa mà chúng ta quy định, thì cái đó nó vẫn thăng tiến hơn. Ví dụ như mấy đứa nhỏ mình dạy, con đi học về ăn snack một chút thôi, chiều ăn cơm với ba mẹ, rồi con tắm rửa, học bài tới mấy giờ, sau đó con được coi tivi 10 phút hay nửa tiếng con đi ngủ. Mình phải có cái routine như vậy để đứa nhỏ đó nó có lề lối. Nếu mình nói tùy ý con, học giờ nào học, mà con nít mà, nó dĩ nhiên nó sẽ chơi nhiều hơn học, thì cuối cùng nó sẽ bị cái con lười biếng đó đẩy lùi nó, không cho nó một cái cách sống ngăn nắp. Và khi nhỏ nó không train được nó như thế thì lớn lên nó cũng sẽ bê tha y như vậy. Chúng sanh mình không khác, nếu mình không có lập một cái lề lối thời khóa cho mình, mình cũng y hệt như một đứa nhỏ bê tha vậy. Và người lớn có bê tha kiểu người lớn, trẻ con nó có bê tha có trẻ con. Vì đã là chúng sanh thì có con ma lười biếng giải đãi, nó đều hoành hành giống nhau hết, nhưng mỗi người có một cái cách thuyết phục khác nhau. Cho nên kinh nghiệm của Pháp Hòa là không thể không có thời khóa, và điều đó nó đã thể hiện trong các chùa. Thí dụ thôi, vô tu anh phải chấp nhận tu chùa này thì 5 giờ sáng anh phải dậy, 3 giờ sáng anh phải dậy, 10 giờ đêm mới được đi ngủ. Còn nếu mình nói kệ con muốn ngủ giờ nào ngủ, con muốn thức giờ nào thức, thì cái người đó làm sao họ có, mà chúng sanh mình mà nói vậy rồi thì sẽ ngủ nhiều hơn tu thôi, phải không? Mà nó khổ một cái tới giờ ăn mà có mặt, tới giờ tụng thấy ai vậy đó, nó phải khác. Giờ Pháp Hòa phải kể thì chúng nghe. Hòa Thượng Thiện Siêu thì có một hôm á, là Ngài phát hiện là chúng ở trong chùa ít có lên thời khóa. Thì có bữa chiều nó lên ngồi ăn cơm,
Ngài mới nói hồi nãy á, có ông cư sĩ ở Sài Gòn tới, ổng hỏi tôi một câu mà tôi không biết đường trả lời. Bây giờ tôi hỏi quý thầy giúp tôi trả lời coi. Ổng nói bạch hòa thượng chúng ở chùa này nhiêu? Tôi nói 30. Ổng nói ủa vậy sao giờ ăn thấy đủ mà giờ tụng kinh không có đủ? Ổng hỏi tôi biết, tôi không biết đường trả lời. Hòa thượng không nói gì hết, hòa thượng chỉ đặt hỏi một câu, giờ hồi nãy ông cư sĩ hỏi tôi vậy đó, giờ các thầy giúp tôi trả lời giùm. Ngày mai trở về sau không một thầy nào vắng mặt trong thời kinh. Thì bây giờ hòa thưa đại chúng là ở trong Phật pháp tu là vấn đề mình phát nguyện, chứ không phải mình lấy điểm với ai. Mình không phải tu để lấy điểm với Phật, với bất cứ ai để người ta ban phước cho mình. Nếu tự thân mình muốn tiến hóa cho đời mình, đi trên một cái con đường, một cuộc sống mà chúng ta thăng hoa bằng tâm linh, bằng đời sống lành mạnh, thì tự mình phải lập thời khóa và chịu khó chuyển hóa thôi. Dĩ nhiên một con người có quyền ăn ngủ cả ngày không ai nói gì hết á. Và một người có thể làm việc, nhưng nếu một người sống có giờ giấc, có thời khóa, thì xin lỗi, mình muốn nhờ người đó việc gì mình vẫn đủ niềm tin hơn. Mình muốn gả con cho họ mình cũng đủ niềm tin hơn. Còn một người sống mà không có giờ giấc, không có gì hết trơn, không muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, không có lập trường, không có một cái sự gọi là sắp xếp gì hết, thì ai dám nhờ mình làm việc gì, dù việc đó rất nhỏ. Thế thôi. Cho nên nên có thời khóa. Rồi, cảm ơn thầy. Rồi, câu hỏi kế. Rồi, tối nay chợ đen mà hay ha. Không ai hỏi trên hỏi nữa. Còn anh nó sao vậy? Cái này thắc mắc của con, của riêng con thôi. À, con tình cờ đọc được cái câu chuyện á thầy, có cái bà lão mà ai có người thầy nào dạy cho đọc cái câu án Pani Bát Nhi Hồng á thầy. Nhưng mà bà nhớ không, tại đã lớn tuổi em đọc không có nhớ rõ. Nên đọc sai cái chữ cuối Hồng Thành Tí Hà gì đó thầy. Rồi xong rồi bà lão nó về đọc cái duy nhất tâm tụng cái câu đó trong vòng 30 năm, 20 năm gì con quên rồi. Thì kể như là có một cái như được đắc đạo, có ánh hào quang ở trên nhà đó này. Rồi cái hòa thượng đi ngang nó thấy ánh hào quang vậy, nó cái vị nào cao tăng đắc đạo vậy, em vô hỏi thử là tu làm sao mà để được đắc đạo vậy. Thì bà lão nói là án Pani Bát Nhi Hà, chứ mà Bát Nhi Hồng rồi. Rồi cái sư thầy đó mới chỉnh lại. Cái tự nhiên là cái như là bà lão băn khoăn quá, thành mất đi cái ánh hào quang đó, cái như hết. Thành ra con thôi, con lúc mà con đọc cái đó là con thắc mắc, tại sao bà lão đó, bà đó định tâm mấy chục năm đã định như vậy mà tại sao không có sinh tuệ thầy? Sinh tuệ là cái hiểu được, bây giờ nói cho dù cái thầy đó nói cái câu đó đã đọc sai đi nữa, thì như thầy cũng đâu có ảnh hưởng tới bà lão, tại sao cái vị thầy đó chỉ nhắc cái câu đó là nói đọc sai cái chữ cuối, là cái bà lão nó mất hết cái những cái công phu mà đã đục tụng mấy chục năm đó này. Sao anh hỏi bà lão? Bà lão mà hỏi cái câu đó là con đọc cái câu chuyện về Phật giáo đó này, con không công bằng ạ. Cảm ơn anh. Tại vì trong câu chuyện chứ chưa gặp bà lão. Đại chúng, cái câu chuyện đó là nó một câu chuyện trong Phật giáo Tây Tạng. Thì kiểm kể là có một bà cụ tụng cái câu thần chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn án Mani Bát Di Hồng, tức là Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Nhưng mà bà này không biết sao bà lại tụng là án Mani Bát Di Beo. Thì tụng do quá thành tâm, nhiếp tâm tụng, cho nên cái phước bà nó tỏa. Và thậm chí bà ngồi trong nhà bà tụng, nhưng mà ánh sáng ở nhà đó cũng bao. Thì có một vị thầy đi ngang, thấy ánh sáng trong nhà tỏa ra, thì nghĩ rằng trong này sẽ có một cao tăng đắc đạo. Thì bước vào trong đó thì chỉ thấy là một bà già ngồi trì câu thần chú một cách thành khẩn. Thì hỏi ra thì bà già tụng là án Mani Bát Di Beo.
thì ông thầy mới nói: bà ơi, câu này là hùm chứ không phải beo. Bởi vì án mani bắt di hùm mà đọc lộn nhầm án mani bắt di beo. Thì khi nói như vậy rồi đó thì bà già bị phân tâm. Thì giờ đây là công phu tu tập của mình bị hủy hết. Cho nên bây giờ bắt đầu tụng lại nhưng mà cái tâm nó không còn định nữa, thì cho nên ánh sáng mất. Vị thầy bước ra đi một dạo nhìn lại thì thấy ánh sáng nhà này không còn. Thầy mới giật mình vì mình đã ảnh hưởng đến tâm tư của một bà già chí thành. Cho nên thầy trở lại, thầy mới nói: bà, hồi nãy tôi giỡn chơi với bà đó, thôi bà cứ niệm lại tiếp tục Om Mani Padme Beo của bà đi, bà không cần phải niệm hùng. Thì câu hỏi của anh á, bà già có định tâm nhưng mà tại sao chưa sanh tuệ? Bị người ta nói một câu nói như vậy thì bà lại mất cái năng lực là phân biệt. Thì câu hỏi đó rất là hay, nhưng mà ở đây á, nó không phải, và nó cái câu chuyện nó không nhầm với vấn đề sanh tuệ, mà nó ở cái mục nó hạn hẹp ở trong cái phạm vi là tâm thành. Nó không phạm vi tâm thành. Bởi vì khi chúng ta làm và vì chúng ta có cái tâm thành, cho nên vì hùng beo chúng ta đọc trật chữ như là những cái câu thần chú mình tụng đó, nó đều có tác dụng giống nhau. Nhưng trên thực tế chúng ta định tâm nhưng mà chúng ta chưa đủ tuệ để chúng ta vượt đi ngoài những cái lời nói, đặc biệt là những ai đó mà mình nghĩ rằng người đó là những bậc cao thủ. Bởi vì bà đang niệm mà ông thầy bước vô nói chứ phải người dân thường. Chứ nếu mà dân thường nói thì bà nói: cháu không biết gì là đừng nói. Còn đây là ông thầy, ông bước vô ông nói vậy thì tự nhiên cái sự xê dịch nó phải khác chứ. Bây giờ thôi đừng nói chi quý vị thôi nè. Bây giờ quý vị hỏi một cái điều gì đó mà một người bạn đồng tu mình nói, quý vị cũng nghe mà ngờ ngợ chứ chưa đủ niềm tin. Mặc dù họ nói đúng đó, nhưng mà khổ thay quý vị lại gặp ngay Pháp Hòa và nói trật lách mà quý vị nghe râm râm. Quý vị nghĩ sao? Ông thầy phải nói đúng. Thì bà cụ này bị mất cái tự chủ ngay chỗ đó. Cho nên á, nó trong cái phạm vi này, đừng cái quan trọng là vấn đề định tâm, mà vì ông thầy á, ổng thiếu định, ổng cũng không đủ tuệ. Ông phán bạn câu thì làm sao bà này không bị lung lay được, phải không? Cho nên là thưa đại chúng, là nó có cái trường hợp là câu chuyện này nó trong cái phạm vi là tâm thật, chứ nó không có cái ý muốn nói xa hơn là trong vấn đề định là có tuệ. Cho dù bà có trí tuệ đi nữa thì cũng sẽ bị dễ bị lung lay nếu như một người đó là một bậc thầy, một cái bậc xuất gia mà nói cho mình một câu nói nhắc nhở mình. Vì vậy cho nên đó, tất cả những gì chúng ta làm chúng ta cần phải đủ tuệ, đủ định trước khi chúng ta chỉnh một người khác. Thì Pháp Hòa đưa một câu chuyện thật Pháp Hòa đây. Thì có một cái bác đó, bác lên bác nói với Pháp Hòa là bác tụng cái kinh Cứu Khổ Bạch Y á 30 năm rồi. Nếu Pháp Hòa nói rằng á, trời ơi cái cuốn này không phải của Phật giáo mà tụng chi, thì tội nghiệp cho bà là bà sẽ thấy rằng 30 năm của bà đi đời hết rồi. Cho nên Pháp Hòa nói: ô tốt quá, 30 năm tụng cuốn này, thôi bây giờ lên lớp nha, bắt đầu từ hôm nay mình tụng cuốn này và giúp cho mình mở mang thăng tiến hơn nữa. Thì bà không bị sụp đổ 30 năm công phu của bà, mà bà lại tiếp tục tiến hóa vì bà nghĩ rằng bà đi lên xa hơn trên bước đường tu tập.
cái đó cũng giống như những Phật tử chưa quy y, tin ông thần tài thổ địa thờ, quy y xong nghe ăn câu quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, không lẽ giờ nó về dẹp hết mấy bàn thờ đó đi. Mình có thể nói đúng được cái lý là quy y Phật rồi thần tài thổ địa không có, dẹp. Nhưng trong cái vô tình mình đã hướng dẫn cho người Phật tử sống bằng cái tâm niệm kính thì để, không kính thì dẹp. Cách pháp hòa thì khác. Quý vị đã thờ, cứ thờ, tiếp tục thờ. Nhưng bây giờ quý vị hiểu được ý nghĩa thần tài thổ địa sâu sắc hơn, hay ho hơn. Từ đây về sau mình thờ mà không còn có tâm niệm mê tín nữa. Hồi xưa mình nghĩ ông thần tài cho tiền, ông thổ địa giữ đất. Bây giờ mình hiểu thần tài là mình, thổ địa là mình. Thổ địa tức là tâm. Thổ sanh kim, thổ sanh kim nếu nói theo ngũ hành, trong đất sanh ra. Tâm địa mà vững chắc, tiền của giữ được. Tâm địa mà lung lay, tiền bạc nó bay. À nữ ra, quý vị không cần dẹp thần tài thổ địa sau khi quy Lâm Bảo. Nếu mình đã lỡ thờ, thậm chí những thần thánh gì mình đang thờ, Cửu Thiên Huyền Nữ vân vân, tại sao mà mang một cái tâm hồi trước hì hợp lại người ta, bây giờ biết phận cái dẹp người ta? Không nên. Nhưng mình có thể làm ngọn lại, hoặc là bây giờ thờ các vị, vẫn giữ cái tâm niệm thờ, nhưng không còn mê tín như xưa nữa. Bà là độ sanh độ mạng cho con gì nữa, mà kính trọng các vị như các bậc hộ pháp già làm. Mình chuyển cái tâm niệm đi xa hơn mà không hề đụng đậy gì cái khác nữa. Thì câu hỏi rất là hay. Nhưng mà ở đây cái câu chuyện nó chỉ muốn nói đến cái vấn đề tâm thần, hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mà tâm mình thành thì mọi việc nó ứng. Như cái bà cụ kia, bà trồng một cái cây, bà sáng nào cũng chăm sóc một cây rất là đẹp, rất là xanh, vì bà nghĩ đó là cây bồ đề. Có một hôm một vị thầy nói tới y ngang, nói trời ơi bà ơi, hết chuyện rồi, ai mà cho bà cây này mà ác đức thiệt, cái cây này có phải cây bồ đề gì đâu mà bà nói nó là cây bồ đề. Trời ơi, từ đó về sau bà buồn, mà nói 30 năm nay bà tưới bà lại nó quá trời, không phải cây bồ đề. Thì một hôm thì bà muốn xác định chuyện này, bà lên chùa bà rước hòa thượng về để hòa thượng xác định giùm con cây này phải cây bồ đề không. Thì bà kể câu chuyện xong, thì vừa đặt câu hỏi xong, hòa thượng quỳ xuống: ô mô Phật, cây bồ đề. Cái chú thầy giảng ngạc nhiên vô cùng, chú cũng nhìn ra nó không phải cây bồ đề mà nó là cây si. Thế đi ra tới cửa về: sư phụ, cây đó đâu phải cây bồ đề mà sao sư phụ nói là cây bồ đề? Sư phụ nói: bồ đề vốn không cây. Người đệ tử phát ngộ liền: có cây gì là cây bồ đề đâu? Chẳng qua hồi xưa Phật Thích Ca ông ngồi dưới gốc cây đó, ông chứng quả giác ngộ bồ đề. Bồ đề là giác ngộ. Ngài chứng được giữ giác ngộ dưới gốc cây đó, cho nên mình gọi gốc cây đó là cây bồ đề, chứ bản thân nó cũng chẳng phải là tên bồ đề. Bây giờ Phật Thích Ca mà nếu ngồi dưới cây sầu riêng mà thành Phật, thì bây giờ toàn thể Phật giáo mình sẽ kêu cây sầu riêng là cây bồ đề. Phật ngồi dưới cây chuối mà thành Phật thì đó sẽ là cây chuối, là cây bồ đề. Cho nên hòa thượng nói: bồ đề vốn không cây, đâu có cây nào tên là cây bồ đề đâu. Chẳng qua nó Phật ngồi chứng đạo bồ đề, giác ngộ, chữ giác ngộ là bồ đề dưới cây đó, thì chúng ta gọi cây đó là cây bồ đề. Pháp Hòa nói một vài câu chuyện nữa để nó nói lên cái vấn đề. Cái nào nó cũng để dư cái cô nãy nói mật ngôn, mật ngữ, tụng trật, tụng gì đó không? Thì quý vị biết bồ đề vốn không cây. Không cây nào gọi là bồ đề cả. Ai như là thôi. Thầy, tôi còn hát gì trước? Chưa hát không được.
về. Cảm ơn thầy là đã đến đây để chia sẻ với tụi con. Tại vì có việc bận, ngày mai tụi con phải đi sớm, cho nên là chúc thầy là đi mọi việc của đàn. Với lại em cũng cảm ơn gia đình chị Thủy đã mời em tới đây, vợ chồng em tới đây để chia sẻ cùng với thầy. Giờ con sẽ mong là các anh chị với các quý vị ở lại để cùng chia sẻ. Thầy tiếp tục ạ. Con đi trước. Cảm ơn anh, chúc anh chị đi tươi về tốt. Cảm ơn anh đã có những câu hỏi thú vị nha. Còn giờ không? Bây giờ mấy giờ quý vị mệt chưa? Thôi mình cứ sinh hoạt tới 10 giờ rồi mình nghỉ. Thầy coi mấy cái video clip mà thầy kể chuyện thầy hồi nhỏ. Mỗi lần nghe nó trong đầu con tự picture ra như đang coi một khu phim rất là dễ thương, một cậu bé rất là dễ thương. Gõ cái chuông, gõ cái cục điện, tưởng tượng cái chuông hay là quấn cái khăn hay là làm đấm ma tụng kinh cho con dế. Cái hình ảnh nó dễ thương quá, như là tới nỗi con nằm mơ có thấy như con đang coi cái phim á. Cái con nghĩ có khi nào thầy nghĩ thầy viết lại những cái hồi ký đó để cho thầy chứng trị cho được cho mọi người làm được cái phim đó. Con thấy nó hay quá, đẹp quá. Cô nên làm điều đó cho Pháp Hoàng. Không, cô làm đi rồi chi tiết vào thêm. Nó đẹp như con nghe mà giống như con tưởng tượng như con coi phim. Không, Pháp Hoàng có rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Quý vị nào có được thì cứ ghi lại. Rồi khi mà bản thảo có và sẽ thêm thắt những cái chi tiết. Chứ cuộc thật ra thì thưa đại chúng, Pháp Hoàng thì được cái may mắn là từ nhỏ mình sống trong đạo. Từ năm Pháp Hòa 5 tuổi là đã có những cái ý thức. Khi lên tới 7 tuổi thì cho tới giờ phút này, lúc nào trong tâm tư mình cũng sống với đạo. Cho nên là có rất nhiều câu chuyện hồi nhỏ. Nếu quý cô thích thì có thể ghi lại, rồi Pháp Hòa sẽ thêm thắt những chi tiết. Và có rất nhiều chi tiết và kể chưa có hết. Dạ. Tôi cứ nhớ cái ảnh hình ảnh mà thầy kể, thầy lấy cái khăn lau mặt cho tượng Phật mà có dễ thương quá, giống như mình đang coi phim á. Bây giờ coi người đóng phim. cậu bé mà cô thấy đó đang ở trước mặt cô. Dễ thương quá. Này cô dùng từ cậu bé. Đúng rồi, lúc đó là cậu bé sao rồi. Có ai có thắc mắc gì không? Thầy, cho dạ. Con hỏi thầy làm ơn giải thích giùm con là con biết là mỗi người đó là sống là có một cái nghiệp của mình, nhưng mà mỗi lần con đứng trước bàn Phật Quan Âm á, con cầu nguyện mẹ Quan Âm á xin chuyển nghiệp cho con hoặc là ban ánh sáng cho con, thì ngoài đời á là con lại gặp rất là nhiều chuyện bất hạnh đến với mình á. Giống như chuyện xui xẻo là phá dọc dọc con không có thể nào mà xin thầy giải thích cho con hiểu. Mỗi lần con đứng trước bạn Phật con nguyện là xin Bồ Tát hay chuyển nghiệp cho con, và con gặp nạn rất là nhiều. Con hiểu tại sao. Cái gì là Phật? Cái ý là chị vẫn xin nhưng mà không có hay sao? Không phải, giống như là con nguyện là sẽ chuyển nghiệp cho con, để giống như ban ánh sáng cho con hiểu về Phật Pháp hoặc là ngoài đời con có thể làm những điều tốt hơn. Thì liền sau đó là con gặp tai nạn tới với con rất là nhiều. Sao những cái lời con nguyện như vậy con không hiểu là tại sao. Thầy giải thích giúp con. Nói gì là Phật? Nếu như mà thật sự chị nghĩ rằng chị đặt cái niềm tin ở Đức Bồ Tát và xin Ngài cho mình đủ cái ánh sáng để mình vượt những cái tai ương, thì liền sau đó là có những việc nó đến với mình.
Nếu mà nói ứng nghiệm là nó ứng nghiệm. Tại vì nếu mà chị muốn có ánh sáng để vượt tai ương thì tai ương phải có. Thì chị mới biết rằng chị có đủ năng lực và ánh sáng để vượt không. Ví dụ như chị nói xin Bồ Tát cho con đậu được bằng lái xe, nhưng nếu chị không đi vào một cuộc thi thì không bao giờ chị có được cái bằng lái xe đó. Như có một người nói là xin cho con trả nghiệp, nếu nghiệp không tới lấy gì trả. Dạ thì con cũng có xin. Thì ánh sáng đó là gì? Đó là năng lực mà chị đã lần lượt đi qua cho tới giờ phút này. Mặc dù đã bao nhiêu lần sóng gió khổ lụy nó đến, và chị thấy rằng á, chị còn ngồi đây được giờ phút này với các bạn hữu là chị đã quá ánh sáng. Chứ nếu không, chị đã tìm con đường kết liễu cuộc đời, hay là buông trôi cuộc đời mình vào những quán nhậu, quán tiệc, hay là những cái trò chơi thế gian mà nghĩ rằng sẽ giúp cho mình giải khổ. Vì đã quá đủ ánh sáng cho nên mới đưa mình gặp tới Phật Pháp. Vì chỉ có Phật Pháp mới là cái ánh sáng cứu khổ chân lý cho mình. Cho nên nếu mà nói nguyện ứng là ứng lên đó. Nếu nói là ứng là ứng rồi đó. Nếu mà ngày, nếu mà mình nói là mình không trải nghiệp được, nếu không có tai nạn đến thì làm sao biết mình năng lực tới đâu, ánh sáng tới đâu. Hiểu ý không? Cho nên và khi mà cuối cùng mình nhìn lại là mình thấy quả thật mình đã đủ ánh sáng để vượt khổ. Tại vì có những người, người ta khổ mà người ta chìm trong biển khổ, và mình là cái người từ trong bóng tối mà lần bước ra ánh sáng, chứ không phải là những người từ ánh sáng mà đi vào trong bóng tối. Và nói, nếu mà nói hay hơn nữa là mình đang là những người từ ánh sáng ra ánh sáng, từ ánh sáng của biết được Phật Pháp, nhận định được tất cả mọi khổ đau, và từ ánh sáng đó bước ra thêm một ánh sáng nữa là vượt mọi khổ đau. Cho nên nếu mà nói ứng nghiệm là có ứng nghiệm. Dạ, tại vì mỗi lần mà con niệm Phật không, con không có cầu xin đó là không có chuyện gì hết. Nhưng mà mỗi lần con nguyện là con sẽ gặp chuyện xui hết. Những cái chuyện mà là án tiếng nói hay là tai nạn hay gì là nó tới dồn nhập với con. Ngày xưa có một người do bất hiếu với mẹ mà đọa địa ngục. Thì khi mà đi xuống cõi địa ngục đó, ngài nhìn xung quanh, thì trong khi mà chịu khổ đó, thì nhìn xung quanh mới thấy, mới hỏi thăm: anh vì tội gì mà vô đây? Anh vì tội gì mà vô đây? Thì các người đó nói ra thì cũng cùng nghiệp với nhau. Thì cái vị đang đứng đó mới thấm thiết được cái nỗi khổ. Tôi đang chịu khổ vậy, mấy anh này xung quanh chịu khổ đây chắc là khổ lắm. Anh phát nguyện lên: tôi xin thay thế chịu khổ cho tất cả những người đang chịu khổ ở cõi địa ngục này. Nói vừa xong, vị này liền vượt khổ, thoát địa ngục. Vị đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Vì trong một kiếp quá khứ, ngài đã từng là một người con bất hiếu. Nhưng mà cái chữ mà không còn có khổ địa ngục là gì? Giống như chị bây giờ vậy. Chị chịu đựng biết bao nhiêu những cái khổ đau tai nạn. Nhưng mà chị biết nếu mà điều này nó không ở trên chị mà nó ở trên em mình, con mình, chắc họ chịu không nói đâu. Thì nhờ chị đủ năng lực ánh sáng của Phật Pháp cho nên chị chịu được như vậy. Chị phải thấy rằng chị đã làm một cái điều mà thế cho những người khác, không phải là mình. Có một cái cô đó, cổ phát nguyện: nếu đời này nghiệp chướng của con bao nhiêu con xin trả hết. Thì quý vị biết cổ gặp Pháp Hòa, cổ nói: trời ơi, con nguyện xong rồi. Cuộc ngã là một năm 12 tháng mà con không thấy tháng nào con thảnh thơi hết. Bao nhiêu những cái chuyện nó đổ vô.
nhưng mà con thấy rằng quả thật cái gì nguyện phải không là mình phải trả. Nhưng mà chị cũng phải mừng là nếu mình không trả trong đời này thì mình trả trong những lần sau nữa, trả dồn thì khỏi trả chậm. Tại chắc tại chị cũng vui giả đó mà không mới trả full là mau chứ không phải là minimum mà mau. Mà chị không trả tháng nào là credit không được dùng, at least phải minimum payment thì cái credit card nó mới accept lần sau để xài, phải không? Thôi thì bây giờ như vậy này, chị không phải là người từ trong tối ra ánh sáng, mà phải nói chị là người từ trong sáng ra ngoài sáng. Chị nếu ở trên mặt phương tiện bình thường chị đã sáng rồi. Bây giờ mình từ cái sáng này mình gặp khổ mà mình không lui, mình vẫn đi ra nữa, mà dụng Phật pháp để vượt mọi cái pháp thế gian. Thế gian pháp là những khổ đau lường gạt đủ kiểu đó, còn Phật pháp là những cái pháp giúp mình vượt thế gian pháp. Cho nên người có Phật pháp là vượt được các pháp thế gian. Dạ thưa thầy, nếu mà nói là nguyện, mình nguyện vậy rồi thì ai dám nguyện nữa thầy? Ai biểu mình đại nguyện đâu, tiểu nguyện. Tiểu nguyện muốn và không nguyện cũng không nguyện tới lẹ. Nhưng mà thưa, à, một câu hỏi đó rất là hay, nhưng mà Pháp Hòa muốn làm sáng chỗ này để đại chúng không có hiểu lầm. Thật sự ra đó, cho dù mình có nguyện, nhưng nếu bản thân không có nghiệp thì làm gì nó ra. Ví dụ nó tôi Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa ngồi đây, thưa đại chúng, à, sắp sửa cuối năm rồi, nếu Pháp Hòa có mượn tiền trả nha. Pháp Hòa đâu có mượn ai đâu, nhưng mà tại vì Pháp Hòa hỏi, tại vì cũng không nhớ mình lón thóp mượn ai, thì có thể 5 người tới đòi thôi, tại có mấy chục người khác Pháp Hòa không nợ. Cho dù Pháp Hòa có nói tôi xin trả hết, nếu mà tôi có thiếu ai trong tháng qua năm rồi tôi mượn, nhưng mà không có nợ ai đòi chi. Cho nên cái chữ nguyện đó không phải là tự nhiên đâu, nguyện cái nghiệp nó thôi. Nếu cô nguyện mà không có nghiệp thì lấy gì có. Cho nên nói cho cùng là mình đang trả nghiệp. Nhưng mà mình nói một cái từ khác thay vì nói trả nghiệp là con phát nguyện trả nghiệp. Nguyện trả thì cũng phải là trả, nhưng mà trả trong bằng lòng, vì mình có khả năng trả, chứ không phải bị ép trả rồi than khổ. Cho nên chuyển nghiệp thành nguyện, là nghiệp đó chúng ai hết á, nhưng mà chẳng qua mình dùng cái từ khác để mình ôm ấp nó. Ví dụ nè, mình có một đứa con ngộ nghịch, nhưng dưới cặp mắt của người khác nó là một đứa con ngộ nghịch, chỉ có mình hiểu nó thôi. Mình nói không, tại vì tôi không đủ phước, chứ nó đối với ai nó cũng tốt, mà nó xây qua tôi là nó khác à. Thành ra đứa nhỏ đó không phải là nó ngỗ nghịch 100% đâu, nó có cái điểm tốt của nó nhưng mà với mình, hoặc là nó tốt với mình ở điểm này nhưng mà khác nó không tốt. Ai mới ôm ấp được nó? Chỉ có mẹ mới ôm ấp được một đứa con dù nó là đứa con ngỗ nghịch. Thì cũng như thế, thật sự mà nói, tại mình nói cái nguyện nghe cho nó sang vậy. Chứ nói cho tận cùng là chúng ta đều là đang trải nghiệm. Nhưng mà người ta không hiểu thì ta cứ lấy cái chữ nghiệp ta đè nặng cuộc đời mình. Còn người Phật tử biết tu tập rồi gì? Chuyển nghiệp thành nguyện. Vậy thôi. Còn quý vị có nguyện cỡ nào mà không có nghiệp thì nó đâu có tới với mình. Cho nên cô phải biết là nghiệp mình rất là nhiều, và nhờ mình phát nguyện mình trả đó, mà cũng rất may mắn đó, là trả nước Mỹ đó. Chứ nếu mà ở Việt Nam là không biết là mình trả được mấy bữa là nó tiêu đời. Mới trả Việt Nam là thầy. Việt Nam là bị accident. Cho quý vị biết đó, trong các vị xuất gia của mình,
không phải vị nào xuất gia cũng hành đạo hoằng đạo dễ dàng. Có những vị làm đạo rất dễ ư vàng, mà có những vị làm đạo rất khó khăn. Có những người độ một chúng sanh trầy di rất dễ, có những người độ vô số chúng sanh rất dễ dàng. Phước nghiệp của mỗi người hết. Trong cái giới người xuất gia cũng có những vị nghiệp nặng không độ được ai, và có những người cũng không giáo hóa được ai, chỉ có thể đủ duyên phước làm người xuất gia và tự độ lấy mình, hay là cảm hóa một số người nào đó thật là hữu duyên thôi, chứ không làm gì hơn nữa. Hoặc là người ta làm quá trời việc luôn dễ dàng, còn mình làm chút làm không xong. Thành thử đừng nghĩ rằng chỉ có chúng sanh bình thường người đời mới có những cái đó, trong người xuất gia cũng thế thôi. Quý vị thấy đệ tử Phật nè, những người đệ tử Đức Phật á, gặp ngay thời Đức Phật là tu rất thành công. Nhưng mà có những người rất cận với Đức Phật, như là cái người hầu của Ngài khi còn Ngài, khi Ngài còn là một thái tử, tức là ông Sa Nặc. Mà thưa đại chúng, cuối cùng ông Sa Nặc vẫn đi xuất gia, nhưng mà Sa Nặc lại không nằm ở trong cái thành phần là đệ tử chí tín của Đức Phật, mà lại nằm trong sáu người trong một nhóm thành phần luôn luôn làm tổn hại đến thanh danh của Đức Phật. Ai nói được điều đó? Thấy không? Thế nên cái nghiệp của ông Sa Nặc được cái phước làm người tu, nhưng mà không đủ phước sống với người lành. Có nhiều khi mình đủ phước ra nước Mỹ, nhưng mà không đủ phước gần người thiện để hướng dẫn một cuộc đời mình sống lương thiện ở một cái đất nước mà quá ư là đầy đủ phương tiện học hành, mà lại rơi vào tay của những người xúi dục mình bê tha cuộc sống. Cho nên phước nó cũng có phần chứ đâu phải không có đâu. Cho nên tuy chị trả nghiệp, nhưng chị vẫn thấy chị còn rất nhiều có phước là gặp chánh pháp, gặp được ánh sáng tột cùng nhất để đưa mình ra những cảnh khổ mà nếu người đàn bà khác có thể là họ đã không còn giữ vững được tới giờ phút này. Giờ phút này mà chị còn tìm đường được tới đây ngồi đây với đại chúng. Đủ can đảm mà mặt ngồi như mệnh phụ vậy đó. Mà có bà nói là cô đủ năng lực nha, có phước gặp Phật pháp để đưa mình ra khỏi cái thế gian phạm. Còn câu hỏi nữa là mỗi lần con đi chùa hay là con đứng trước bàn thờ Phật á, con hay cầu xin cho cha với mẹ con. Xin hỏi cha mẹ con sống lâu với chị em tụi con, thì giảm như tuổi thọ của con. Làm vậy có đúng không thầy, hay là làm vậy cha mẹ con phải mắc tội lên? Câu hỏi là mình có thể cầu cho, giống như cầu cho cha mẹ được sống lâu rồi mình chịu giảm thọ, mình cúng dường cái tuổi thọ cho cha mẹ của mình, thì cha mẹ có bị tội gì không? Dạ thưa đại chú, không có. Cái đó chẳng qua là một cái tâm hiếu kính của mình đối với cha mẹ. Hoàn toàn cha mẹ không có tội gì, và mình cũng hoàn toàn không có lỗi gì hết. Đó là do cái tâm chí kính của mình. Tuy nhiên cúng là cúng vậy đó, nhưng mình vẫn phải hiểu rằng mỗi người mỗi duyên phước. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa chỉ có một cái ly nó phải lớn à. Quý vị đem một chai nước ngon cả lít tới cho để biểu rót vô cái ly đó dễ dành uống. Pháp Hòa có rót đi nữa, có nhận đi nữa thì cũng đủ cái ly Pháp Hòa đang có thôi, không thể nhận cả lít quý vị cho được. Mặc dù tâm rất thành cũng như vậy, với tâm thành kính chúng ta muốn cúng dường tuổi thọ cho cha mẹ thì cứ cúng. Nhưng chúng ta vẫn biết rằng tùy theo phước nghiệp của cha mẹ mà tiếp nhận tuổi thọ này bao nhiêu thôi. Mình không có tội lỗi mà cha mẹ cũng không có tội lỗi. Nhưng chúng ta
vẫn phải có đủ cái chánh niệm để chúng ta ghi nhận điều này. Nhiều khi cha mẹ nằm sắp mất, tới con xin cúng dường cha mẹ 10 tuổi thọ, đâu có nghĩa nói vậy rồi cái ông bà tỉnh dậy sống được 10 năm, đúng không? Cúng là cứ cúng, nhưng mà không đủ phước để nhận thì cũng không thể nhận. Tiếng chuông dễ thương. Rồi mời em. Tụi con quy Tam Bảo. Tụi con có tu tập ở trong chùa này rồi mỗi dịp lễ cuối năm. Tụi con chung tay góp sức để mà chung vui làm cái kịch táo quân. Tụi con không biết như vậy là có phạm vô cái, tại vì mình đã quy Tam Bảo là không thờ quỷ thần hay là, mà tụi con xem cái như con đóng táo quân ngọc hoàng này nọ, con có, tụi con nó không biết là con có, tụi con có xem cái wrong message rồi có bị tội gì không thầy? Dạ không. Cái câu hỏi là nếu mình quy y rồi mình còn đi đóng kịch làm táo quân, làm ngọc hoàng thượng đế vậy đó, có tội gì không? Có xem cái wrong message hoàn toàn không có. Thưa đại chúng á, chúng ta vẫn biết rằng những cái văn nghệ đóng kịch, chúng ta giả làm táo, làm hoàng hậu, làm hoàng thượng, làm ngọc hoàng thượng đế gì đó, chẳng qua là chúng ta tùy thuận cái phong tục của chúng ta, là chúng ta tin rằng có một ông táo quân tâu lại hết cho ngọc hoàng biết những chuyện đã xảy ra dưới trần. Thì ông táo quân đó là ai? Nói theo cái chữ của cái bài vị mà thờ ổng, Định Phúc Tinh Quân, là một vị thánh an định cái phước cho mình. Nói cách khác, nhà nào còn mở lửa nấu cơm đó là phước. Cho nên đó là một biểu tượng cho quý vị, không có, đâu phải mình đóng vậy cái mình thành táo quân, mà mình thành ngọc hoàng hay là mình xem cho người ta wrong cái message là vẫn tin vào cái này. Đây là biểu tượng. Con đóng ở trong chùa này. Không có sao hết, nó là một biểu tượng mà. Vì chúng ta là những người, chúng ta là những người sống theo cái văn hóa người Việt Á Đông. Hàng năm chúng ta có một cái lệ là chúng ta tin rằng có một vị thần tên là táo quân. Đưa cái message này lên trên để mà tâu, để rồi thấy cái khổ của dân tình để cho ông ban phước. Đó là cái niềm tin của dân tộc Việt Nam, nhân gian Việt Nam. Còn nếu mà mình đơn giản đi, mình là một ông táo trong chùa, nói lên những cái khó khăn hay những thành tựu của chùa như một lời báo cáo cho toàn thể chúng biết những gì sinh hoạt đã qua bằng một hình thức văn nghệ trình báo. Và cuối cùng, thí dụ nói á, năm nay chùa mình chị em gây gỗ hơi nhiều, ví dụ vậy đi, cuối cùng Ngọc Đế phán các vị nên vì ngôi Tam Bảo sống hài hòa với nhau để cho ngôi Tam Bảo được hưng thịnh. Cái quan trọng là mình chuyển cái tích cực trong đó, chứ không phải chỉ ở một cái mặt tiêu cực. Là quý vị chuyện cách nào cũng được. Và quý vị biết rằng trong Phật giáo, nếu nói cho đúng ra là Phật giáo không có cúng quải gì hết trơn. Những cái gì mà chúng ta cúng quải là chúng ta ảnh hưởng vào cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Nhưng mà đạo Phật á, đến bất cứ dân tộc nào, đạo Phật hội nhập được với dân tộc đó và đưa cái message của đạo Phật vào trong cái lễ nghi của dân tộc đó, làm cho cái lễ nghi dân tộc nó càng thêm phong phú. Đạo Phật không có dân sớ à. Quý vị hàng năm mà đi chùa mà dâng cái sớ lên rồi cầu an, sớ cầu siêu là mình ảnh hưởng người Trung Hoa. Vì ngày xưa mình muốn nói gì với ông vua không có trực tiếp nói được, không có biết cái thôi, không có biết cell phone của ổng để mà gọi mà nhắn tin. Mà ổng mình chỉ có quyền gửi những lá thơ vô, gọi là cái sớ, trình cho vua biết dân tình đời sống của mình, rồi ông quan ông mới đưa cái sớ đó vào trong
trong hoàng cung, vua khuya vua mới coi từng cái lá thơ để mà rồi phê chuẩn phải cho cái gì gì. Bây giờ làm giống như là mình gửi những cái gì, gửi những kiến nghị, những yêu cầu, những cái điều mà mình trình lên, mình muốn được như vậy. Cho nên bây giờ cái điều đó nó ảnh hưởng vào trong chùa, muốn xin Phật cầu an cầu siêu ước làm cái lá sớ. Bây giờ mình không có biết sớ gì á, mình mở đầu bằng câu hôm nay đệ tử chúng con thành tâm cung tụ Phật tiền, chí thành trì tụng kinh chú, ca dương hạnh đức của Phật, bậc thầy ba cõi của nhân thiên. Bắt đầu ca ngợi Phật xong em, xin nguyện hồi hướng công đức chấm 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 chấm, lại thêm chấm chấm chấm, lại nữa. Tụng kinh có 30 phút mà xin thanh tín. Thành thử ra cái vấn đề mà chúng ta làm táo quân người dân giới cho Ngọc Hoàng rồi đó, dù mình hát trong chùa cũng không sao đâu, nhưng mà sau đó rồi mình mượn ý nghĩa của Ngọc Hoàng gửi gắm xuống cho dân tình là gì đó. Mình mượn ý nghĩa đó, thay vì mình nói là tất cả đại chúng nhớ hành trì thập thiện, thí dụ vậy. Cho nên ăn thua là mình chuyển cái pháp đó, cho nên không có gì trở ngại đâu. Đại chúng mình vui chơi trong những ngày Tết, để thật ra mình tổ chức Tết trong chùa là mình đi theo dân tộc, chứ còn đối với nhà chùa là gì? Thân tịnh. Ngày nào mà chẳng phải xuân, thấy không? Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mát. Người đối với cặp mắt của đạo Phật, ngày nào cũng là ngày xuân hết. Nhưng mà bởi vì đời sống dân tộc thế gian, đời sống của người thế gian chấm dứt một khoảng thời gian nào quy định để gọi là một năm cũ, để cho người ta đủ niềm vui, tự tin, hy vọng bước sang một năm mới. Chứ xin thưa đại chúng, ngày mùng 1 ăn, ngủ, mọi thứ giống như ngày 30, 29 chứ không ý hết, có gì khác đâu. Chẳng qua mình tuyên bố đã bước sang một chu kỳ mới, để mình có một tinh thần phấn khởi bước lên một những ngày tới, vậy thôi. Chứ còn đối với người tu, ngày nào cũng ngày xuân, không có ngày nào là ngày không phải xuân cả. Cho nên ngày thiền sư mới có một vị thiền sư Việt Nam, ngày viết bài thơ đó: thuở nhỏ chưa từng liễu sắc không, thuở nhỏ chưa từng liễu sắc không, xuân về hoa bướm rộ trong lòng. Cho nên chưa hiểu được cái gì là sắc là không, cho nên còn bị cảnh nó chi phối. Hễ nói tới mùa xuân cái là rộn rã cõi lòng, xuân về hoa bướm rộ cõi lòng. Nhưng mà khi hiểu đạo rồi gì nữa? Thở nhỏ chưa từng liễu sắc không, hoa về xuân về hoa bướm rộ trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, cái mùa xuân chân thật đã bị tôi phát hiện ra rồi. Chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng, ngồi thiền lặng lẽ trong phòng để đón một mùa xuân mới. Đâu cần phải pháo đỏ, bánh chưng dày gì nữa đâu, vẫn đón xuân gì. Thôi thì nhân dịp cuối năm, Pháp Hòa sẽ không gặp lại quý vị cho đến sau rằm tháng Giêng. Ngày mai thầy. Cảm ơn nhắc nhở. Chờ có nhiêu đó thôi. Bây giờ Pháp Hòa muốn nhân cái cơ hội sắp sửa hết một cái năm, gọi là chúng ta gọi năm cũ, chuẩn bị bước sang một năm mới, để chúng ta có một cái niềm hy vọng là những gì đã cũ kết thúc trong những ngày sắp tới, và có một niềm vui, một niềm tin mới, chúng ta chuẩn bị bước sang một cái chu kỳ mới thôi. Chứ thật ra đối với người học đạo, hiểu đạo rồi thì ngày nào cũng là ngày xuân đó. Trong lòng của ta có khi nào mà không xuân? Đó là cái câu nói mà các thiền sinh thường hay nói. Thì Pháp Hòa xin chúc đại chúng, dù là quý vị đón xuân rộn rã hay đón xuân lặng lẽ, thì chúng ta cũng vẫn đón một mùa xuân biên viễn của đạo Pháp như chúng ta đã từng hiểu.
Chúc đại chúng về ngủ ngon, rồi đủ duyên thì mai gặp tiếp.